Nhận định bóng đá Everton với Southampton. 3 giờ ngày 2 tháng 3, vòng 26 ngoại hạng Anh, năm 2021 đang diễn ra không thể tồi tệ hơn với Southampton. Câu lạc bộ này đã thua tới 77,7% số trận Premier League kể từ đầu năm và có thể khẳng định chuỗi ngày cúi mặt rời sân của Southampton sẽ tiếp diễn vào hôm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sheffield United đang là câu lạc bộ xếp mép bảng Premier League, trong khi đó Southampton ở vị trí tương đối an toàn nếu tính cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, nếu có một bảng xếp hạng tính riêng thành tích kể từ đầu năm 2021 đến nay, thì Sheffield United không phải là đội bóng tệ nhất giải. Với 9 trận thi đấu, thắng 1, hòa 1 và thua 7, Southampton mới đang là câu lạc bộ đội sổ. Trong năm 2021, Southampton mới giành được vỏn vẹn 4 điểm tại Premier League, ghi 6 bàn thắng và nhận về tới 24 bàn thua. Toàn bộ 3 chỉ số này của Southampton đều là thấp nhất giải tính trong năm 2021. Hiện tại Southampton đang trải qua mạch 8 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó có 7 trận thua. Có thể nói, Southampton đang là câu lạc bộ khủng hoảng nhất Premier League vào thời điểm hiện tại. Everton thật ra cũng không có phong độ cao trong thời gian qua, khi chỉ thắng 2 trên 7 trận gần nhất. Tuy nhiên, chí ít thì phong độ của Everton còn là mơ ước đối với Southampton và cũng là quá đủ để đội chủ sân Goodison Park đặt mục tiêu 3 điểm ở trận đấu này. Ngoài chuyện đang có được phong độ tốt hơn đối thủ, Everton cũng có lợi thế rất lớn từ lịch sử đối đầu. Đã 24 năm liên tiếp Everton không thua Southampton bất kỳ trận sân nhà nào trong khuôn khổ Premier League. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào thống kê này. Trong lịch sử Premier League, nếu chỉ tính những cặp đấu có từ 25 lần đụng độ trở lên thì Everton và Southampton chính là cặp đấu mà tỷ lệ thắng của đội khách thấp thứ nhì lịch sử. Câu lạc bộ đóng vai đội khách trong cặp Everton, Southampton chỉ thắng vỏn vẹn 11,6% trước đội chủ nhà, thấp nhất lịch sử chính là tỷ lệ thắng 11,5% của cặp Everton, Leeds United. Qua thống kê này có thể thấy, cơ hội thắng của Southampton ở trận hôm nay thấp đến nhường nào. Ngoài câu chuyện kể trên thì lịch sử cũng chỉ ra rằng, đã 23 năm Southampton không thắng nổi Everton cả 2 trận trong một mùa Premier League. Lần gần nhất Southampton thắng Everton cả lượt đi và về trong một mùa bóng đến ở Premier League mùa 1997-98. Có lẽ với phong độ hiện tại, Southampton sẽ chẳng phiền lòng nếu cái rớp không thắng kép trước Everton trong mùa tiếp tục kéo dài. Con đường dẫn tới chiến thắng của Everton sẽ càng thênh thang hơn khi nhìn vào những màn trình diễn sân khách gần đây của Southampton. Trong 5 trận sân khách gần nhất, Southampton thua tới 4 và cũng trải qua 4 trận không ghi nổi bàn thắng nào. Khá dễ nhận ra, khả năng ghi bàn của Southampton đã bắt đầu gặp khủng hoảng kể từ khi chân sút số 1 Danny Ings dính chấn thương và sa sút phong độ. 7 vòng Premier League gần đây, Ings chỉ ghi đúng 1 bàn thắng. Bạn diễn của Ings, Che Adam thì còn thảm họa hơi khi đã 13 trận Premier League liên tiếp không ghi nổi bàn thắng nào. Với một hàng công cùn mòn và hàng thủ từng nhận tới 9 bàn thua trước Man United, Southampton gần như không có niềm tin nào để bấu víu trong chuyến đi tới Goodison Park rạng sáng mai. Dự đoán 2-0.